Tán Tu Chi Vương tập 38, Linh Căn Thể Chất Đặc Biệt Thuyết Minh tại kênh Youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hắc bảo tu sĩ đi thẳng đến chỗ ở thiên cấp của Hàn Vi Vi Lắc khẽ chuyển tấn kim tuyến. Chừng nửa tuần hương sau, vẫn không thấy phản ứng, Hắc bảo tu sĩ lại lắc chuyển tấn kim tuyến. Ai đấy? Một chốc sau, làm sắc quang cháo xuất hiện vết nứt, Hàn Vi Vi hiện thân, lớn tiếng hỏi, nàng ta đã tắm rửa sạch sẽ, vẫn mặc ngân sắc pháp y, mái tóc dài được buộc kiểu đuôi ngựa rũ xuống gáy. Nhìn rõ Hắc bảo tu sĩ, Hàn Vi Vi vốn không vui vẻ lắm đột nhiên kinh hỉ kêu lên, sư thư, sao lại đến đây? Tu sĩ này lại là linh nhạc thành đệ nhất mỹ nữ cơ nhã. Vi Vi, muội đã đột phá đến tu vi chu thiên cảnh rồi hả? Chỉ liếc Hàn Vi Vi, hắc bảo tu sĩ tỏ rõ niềm kinh hỉ. Sư thư, muội nhớ sư thư quá. Hàn Vi Vi không đáp mà nhảy bổ vào lòng tu sĩ, sờ mó loạn xạ, đi thôi. Và trong rồi nói, hắc bảo nữ tu vuốt tóc Hàn Vi Vi, nói như trách yêu, còn bảo nhớ sư thư nữa, lâu vậy rồi không về chân bảo các nếu sư thư không đến tìm chắc muội cũng không về gặp đâu có muội bận lắm vốn muội định về thăm sư thư bây giờ đây hàn vi vi vừa kéo hắc bảo nữ tu vào trong lam sắc quang cháo vừa cười ngượng hắc bảo nữ tu trợn tròng trắng cởi tấm áo choàng xuống dung nhan nàng ta tinh trí tột bậc tuyệt thế phương hoa nếu ngụy sách nhìn thấy tất rất tròng. nàng ta là danh tuyệt sắc nữ tu không ngại chịu đựng ngũ tạng bị thiêu đốt để hái huyền minh băng liên trong di thiên cốc đệ nhất mỹ nữ mà tuyệt đại đa số nam tu linh nhạc thành muốn thấy dung nhan sư thư của hàn vi vi băng tuyết mỹ nữ cơ nhã lại bị ngụy sách nhìn sạch bách không chỉ nhìn một chốc mà rất lâu thậm chí còn bị sờ vào chỗ đó vi vi xem ra lần này muội bế quan đích xác không phí thiên phú của muội không ở luyện đơn tu vi tiến cảnh nhanh thế này biết vậy sư thư không để muội nghiên cứu luyện đơn mà chuyên tâm tu luyện vào đến linh quả viên trong chỗ ở thiên cấp cơ nhã dừng lại dịu dàng bảo hàn vi vi vâng hàn vi vi gật gù mắt cơ nhã ánh lên kinh ngạc nàng ta hiểu hàn vi vi hơn ai hết bình thường sư muội bế quan đột phá được nhất trọng tu vi khẳng định sẽ thật phần hưng phấn sẽ kéo mình xuống nói đủ thứ huyên thuyên nhưng hiện giờ hàn vi vi có vẻ như có tật giật mình nhìn kỹ hàn vi vi cơ nhã khẽ biến sắc kéo tay hàn vi vi đến trước mắt sư thư làm gì thế hàn vi vi cuống quýt kêu lên vi vi muội luyện hóa linh dược gì nhìn làn da lấp lánh của hàn vi vi cơ nhã lại hít sâu một hơi tựa hồ cảm giác khí tức của sư muội giọng nghiêm hẳn không có hàn vi vi bị cơ nhã trừng mắt nghiêm khắc hàn vi vi biết mình không giấu được liền ngượng ngùng là luyện hóa một nhánh linh dược cơ nhã liếc sư muội linh dược đó là từ hồ hoa kia a à, hàn vi vi sững người sư thi nhận ra hả làm sao bây giờ muội đã đáp ứng y là không cho ai biết muội có một nhánh từ hồ hoa thật ra là chuyện gì cờ nhã nghiêm khắc hỏi hàn vi vi muội khai mau sao lại có một nhánh tử hồ hoa sư thư đừng làm giữ thế hàn vi vi méo sạch miệng một bằng hữu trong muội nói nhăng tử hồ hoa giá trị liên thành tu sĩ cao cấp còn tranh nhau hơn nữa càng nhiều với tu sĩ càng tốt cơ nhã hít sâu một hơi nhìn hàn vi vi thật ra là chuyện gì người ta sao lại đột nhiên cho không muội một nhánh tử hồ hoa là thế này muội uống một viên hợp hư đơn hàn vi vi ấp úng giải thích cái gì muội và bằng hữu đó cùng đi săn yêu thú kiếm linh thạch kết quả gặp phải một tu sĩ định giết người cướp của không còn cách nào muội mới sử dụng một viên hợp hư đơn để thăng nhất giai tu vi giúp các bằng hữu thuận lợi đào thoát bằng hữu đó lại tìm cho muội một nhánh tử hồ hoa hàn vi vi biết không giải thích rõ ràng hôm nay sư thư sẽ không cho qua nên kể sơ lược lại việc đi săn xong đầu khuyển việc giết đệ tử tinh anh phái khác bảo lớn không phải bảo nhỏ cũng không xong nên hàn vi vi nói luôn với cơ nhã cơ nhã nhíu mày chỉ qua miêu tả của hàn vi vi về vẻ ngoài và pháp khí của đệ tử tinh anh đó nàng ta cũng không phán đoán được đối phương là đệ tử phái nào trong tình hình đó giết đối phương là việc khó tránh nên không thể trách hàn vi vi ngược lại nàng ta càng hiếu kỳ với bằng hữu của sư muội hơi trầm ngâm một chốc rồi bảo bằng hữu của muội là đệ tử của tông môn nào tên là gì y hả y tên ngụy sách sư thư muội đã nói với sư thư rồi thấy sắc mặt cơ nhã dịu đi hàn vi vi lại hớn hở y là một tán tu chính là kẻ cướp hai con thạch vĩ bích tích của muội ngụy sách tán tu cướp hai con thạch vĩ bích tích của muội cơ nhã tỏ rõ thần sắc ngưng trọng hỏi vi vi muội biết hành tung của y không có thể cho sư thư gặp mặt chăng cái gì sư thư muốn gặp y hàn vi vi cả kinh y nhăn nhở lại háo sắc có gì hay đâu y tuyệt đối không phải tán tu thông thường cơ nhã bảo muội cũng rõ tử hồ hoa giá trị thế nào ngay cả một đại tông môn cũng vị tất kiếm được một nhánh tử hồ hoa mà muội dùng hợp hư đơn chưa lâu y đã tìm được ngay vi vi muội cũng hiểu chuyện đó có ý nghĩa gì chứ hơn nữa sư thư vẫn nhớ lúc muội nhắc đến y lần đầu bảo y chỉ có tu vi thần hải cảnh lưỡng tam trọng tu luyện công pháp hạng bét không đánh đổi muội nên mới giờ cho định cười quần cướp mất hai con thạch vĩ bích tích tu sĩ cấp thấp như vậy làm sao lấy được từ hồ hoa còn cho không muội chắc vậy hàn vi vi ngẩn ra ngoẹo đều vừa nghĩ vừa nói lúc đó y chưa biết tiềm ẩn quyết tu vi thần hải cảnh lưỡng trọng hàng thật giá thật nhưng giờ đã là tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng rồi Y đã có tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng, cơ nhã mắt ánh lên chấn kinh. Nàng ta còn nhớ từ lúc Hàn Vi Vi bị cấp thạch vĩ bích tích đến giờ chỉ mới mấy tháng. Nói thật là tốc độ tiến bộ của Hàn Vi Vi đã là cực nhanh, nhưng cũng trong thời gian đó, từ thần hạ cảnh đệ nhị trọng được phá đến chu thiên cảnh lưỡng trọng thì tốc độ này dù là đệ tử tinh anh của đại tông môn cũng không đạt được. Sư thư, mấy hôm trước khi đi lấy tử hồ hoa y còn là tu vi chu thiên cảnh nhất trọng, nhưng lúc mang về cho muội đã là lưỡng trọng. Hàn Vi Vi lại bổ sung, cơ nhã mắt lóe lên, muội biết y ở đâu không? y ở trong một chỗ ở thiên cấp gần đây gần đây cờ nhã sững sờ rồi bảo hàn vi vi thế thì đưa sư thư đi gặp y hiện tại không được hàn vi vi lắc đầu giải thích y nói là mười mấy ngày tiếp theo sẽ bế quan đừng có đến tìm y không hề biết thương ngưng tiếc ngọc nhiều lúc rất hung hãn với muội muội sợ y sẽ trở mặt thấy hàn vi vi lắc đầu quầy quậy cờ nhã chợt có cảm giác lạ lùng trước đây hàn vi 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 thường điêu ngoa trừ sợ nàng ta thì không còn sợ ai nhưng giờ lại sợ kẻ khác trở mặt tựa hồ so với trước kia hàn vi vi đã khác càng như thế cờ nhã càng hiếu kỳ với tu sĩ tên ngụy sách càng muốn xem gã thật ra là tu sĩ thế nào y định bế quan thì muội cũng nên nhân lúc này mà bế quan tu luyện cờ nhã nhìn hàn vi vi lấy ra một cái túi tơ đặt vào tay sư muội đợi muội tu thành băng linh căn có khi bế quan xong lúc đó thử xem sư thư có thể gặp y một lần chăng tu thành băng linh căn đây là huyền minh tiên liên hàn vi vi nhìn thứ trong túi tơ biến hàn sắc mặt sư thư sao lại có một nhánh huyền minh tiên liên thế này vô tình mua được cờ nhã bình thản nói trong này có băng linh đơn sư thư đã luyện phối hợp với băng linh đơn cùng luyện hóa sẽ phát huy hiệu lực cao nhất của huyền minh tiên liên ở đây có năm cánh huyền minh tiên liên muội chắc không cần dùng nhiều thế cũng tu thành băng linh căn còn lại muội đem làm lễ vật gặp mặt của sư thư với y tặng y huyền minh tiên liên hàn vi vi trợn tròn mắt sư thư đây là thiên cấp linh dược sao không để lại cho mình để tu thành băng linh căn giá trị một cộng tử hồ hoa vị tất kém hơn hai cánh huyền minh tiên liên cơ nhã cười khổ hỏa linh căn đối với luyện đơn sư là đủ rồi hiện tại sư thư không cách nào nắm vững nhiều thủ pháp khống hỏa luyện đơn thêm băng linh căn cũng không còn thời gian tu luyện băng hệ thuật pháp vô dụng thôi sư thư đừng vất vả luyện đơn nữa kiếm ít linh thạch một chút cũng không sao hàn vi vi nắm rôi tay mềm mại của cơ nhã nói chúng ta vui vẻ là đủ rồi cơ nhã mỉm cười không nói gì cả đúng rồi sư thư hàn vi vi đột nhiên đảo mắt lâu rồi chúng ta không tắm suối nóng hôm nay sư thư đến thì đừng đi vội ở lai với muội chúng ta cùng tam được không muội lớn thế này rồi nếu là phàm nhân nữ tử thì đã gả cho người ta rồi còn muốn tắm cùng sư thư đúng là trẻ nít cơ nhã thoáng đỏ mặt muội có lớn hơn nữa cũng vẫn là tiểu sư muội của sư thư ở với muội một ngày một ngày thôi rồi muội lại ngoan ngoãn bế quan tu luyện được không được thôi đầu hàng trước sự làm nũng của hàn vi vi cơ nhã cũng gật đầu hàn vi vi nhảy nhót hoan hô bên bờ ôn tuyền khung cảnh hương diễm cực độ xuất hiện hai thiếu nữ xinh đẹp cởi hết y phục ngọc thể bốc lửa hiện lên trần trụi oa wow, sư thư hình như lại lớn hơn rồi muội mà là nam nhân nhất định bị sư thư quyến rũ chết mất bảo gì làm nấy nói nhăng to đâu mà to nếu là nam nhân sao lại thấy được sư thư cơ nhã nói vậy thì đột nhiên nhớ đến nam tử cứu giúp lúc hái huyền minh tiên liên bất giác má nàng ta hơi ửng đỏ ngọc thể chưa từng bị bất kỳ nam nhân nào nhìn qua nhưng gã không chỉ nhìn hết mà còn sư thư chân sư thư sao thế đột nhiên hàn vi vi tựa sát cơ nhã nhìn thấy dấu mờ dưới chân tuy cơ nhã là luyện đơn sư xuất sắc nhất linh nhạc thành nhưng vết thương của cực âm cực hàn chi khí mà muốn tiêu trừ cũng cần mấy ngày không có gì chỉ là lúc tu luyện hơi rắc rồi cơ nhã thản nhiên đáp lòng thầm thở dài có những sự thực không đơn giản như hàn vi vi nghĩ nếu nàng ta không vất vả luyện đơn khả năng không chỉ chân bảo các không còn tồn tại mà cả nàng ta cùng hàn vi vi đều thân bất do kỳ bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim có lúc nàng ta ảo tưởng sẽ có một nam tử vi tuyệt cao khiến nàng ta siêu lòng cưỡi mây lành ngũ sắc đến giải quyết mọi phiền hà hộ để nàng ta làm tiểu thê từ vô ưu vô lực nhưng người như thế sẽ xuất hiện sao mỗi người đều có cơ duyên như cơ nhã muốn gặp ngụy sách vì cho rằng gã không phải phổ thông tu sĩ có lẽ sẽ mại lại cơ duyên cho hàn vi vi chỉ cần hàn vi vi có thể vui vẻ cơ nhã cho rằng vất vả đến đâu cũng đáng ngày nối ngày qua đi tĩnh thất của ngụy sách vẫn lặng ngắt đột nhiên một hôm trong đó vang lên hai tiếng cạch cạch thật khẽ rồi lại chìm vào tĩnh lặng hai ngày tiếp đó nếu ai vào được tĩnh thất của gã sẽ thấy vẫn như trước gã vẫn xếp bằng bất động cơ hồ không đổi tư thế bên ngoài thân thể gã bao trùm một đám mây đỏ như vỏ trứng năm sáu ngày sau hồng vân dày đặc đó nhạt dần tiếp thêm hai ngày nã hồng vân hoàn toàn tan biến ngụy sách vẫn mặc áo xanh xoàng dĩnh đột nhiên mở bừng mắt đứng dậy gã không đi lại mà tựa hồ thử vận chuyển chân nguyên nghe thấy tiếng ầm ào như giống chảy trên mình sáng rực bảy luồng từ sắc cần hải quang hoa ngoài ra còn ánh lên hư ảnh đỏ rực như dãy cây hỏa linh căn linh căn tu sĩ khi toàn lực vận chuyển chân nguyên thể chất và kinh mạch đặc biệt sẽ ánh lên như thần hải quang hoa chỉ là trông như dãy cây hồng sắc là hỏa linh căn thanh sắc là mộc linh căn hoặc phong linh căn kim sắc là kim linh căn hoặc lôi linh căn lam sắc là thủy linh căn hoàng sắc là thổ linh căn bạch sắc là băng linh căn rõ ràng ngã đã, đã chính thức tu thành hỏa linh căn thành hỏa linh căn tu sĩ có thiên phú đối với hỏa hệ công pháp cùng thuật pháp tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn tu sĩ thông thường linh căn tu sĩ được mọi tu sĩ trong toàn tu đạo giới coi trọng tu sĩ có linh căn sẽ đạt được thành tựu kinh nhân nhưng thế hư ảnh thể hiện cho hỏa linh căn tu sĩ ở sau lưng ngụy sách nhếch môi cười khổ phụ mẫu đều là tu sĩ thì thiên tư tu luyện của đời sau càng cao hơn con cái phổ thông phàm nhân sự thực đã chứng minh thiên tư của gã đích xác không tệ chỉ luyện hóa hơn một cánh địa hỏa tiên liên đã thành công tu thành hỏa linh căn nhưng luyện hóa địa hỏa tiên liên đích xác không dễ dàng gì vốn tưởng cũng như luyện hóa tử hồ hoa chỉ mất năm sáu ngày là xong nhưng khi luyện hóa thì ngụy sách phát hiện mỗi phần dược lực địa hỏa tiên liên đều hàm chứa hỏa sát chi khí cực kỳ kinh nhân phải dùng chân nguyên từ từ dẫn ra ngoài thân thể cánh địa hỏa tiên liên đầu tiên lấy mất của gã 20 ngày mới có thể hoàn toàn luyện hóa mảnh tiếp theo chừng hai ngón tay bè từ một cánh nguyên lành cũng khiến gã tốn 8 ngày mới luyện hóa xong lần bế quan luyện hóa địa hỏa tiên liên này tùy tùy tiện tiện cũng hơn tháng đấy còn là tu vi của gã đã đặt chu thiên cảnh lưỡng trọng từ huyền chân quyết đã tiến giai đến địa cấp đê giai chân nguyên sung túc bằng không cứ vài ngày gã sẽ phải ngừng lại một lần để uống hồi khí đơn bổ sung chân nguyên tất nhiên sẽ tốn thêm mấy ngày quả đúng như sách vở của phạm nhân đã nói thần tiên có thần thông tu luyện kể gì tuế nguyệt ngụy sách cười khổ lắc đầu lấy từ linh thạch đại gia một viên hạ phẩm linh thạch thử cảm giác trở thành hỏa linh căn tu sĩ thì tốc độ hút linh khí tu luyện biến hóa thế nào gã nhanh chóng nhíu mày mắt ánh lên kinh ngạc xen lẫn vui mừng đúng như tu đạo giới lưu truyền tốc độ hấp thu luyện hóa linh khí của gã tăng thêm hai phần so với lúc ăn hết một nồi thịt hầm xong đầu khuyển dù là đơn linh căn tu sĩ so với phổ thông tu sĩ thì trong tình huống hai bên cùng không có cơ duyên gì đặc biệt cùng tu luyện một loại công pháp nếu phổ thông tu sĩ mấy mười năm mới đạt tới thần hải cảnh tam trọng thì đơn linh căn tu sĩ chỉ cần 8 hoặc 9 năm, phổ thông tu sĩ mất 30 năm mới đạt tới chủ thiên cảnh tam trọng thì đơn linh căn tu sĩ chỉ cần 24 năm. Tu sĩ song linh căn và đa linh căn, thậm chí thiên linh căn tu sĩ có tốc độ tu luyện nhưng hơn đơn linh căn. Vì thế Ngụy Sách càng mong ngóng mình có thể tu thành băng linh căn, biến thành song linh căn tu sĩ. Song linh căn tu sĩ tại toàn thiên huyền đại lục cũng cực kỳ hiếm có, không đếm hết hai bàn tay. Nhưng ra khỏi tĩnh thất, thấy đã tối rồi, chốc nữa là lục bào lão đầu xuất hiện nên gã vào gian cạnh địa hỏa lô phòng chuyên dụng nuôi dưỡng vệ tâm trùng gã lại nhăn nhó vì đúng như đã dự liệu vì luyện hóa địa hỏa tiên liên lâu hơn tính toán nên hai chậu lớn bồi yêu dịch đã biến thành nhạt như nước lã không còn tí dược lực nào vệ tâm trùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời lần lượt bơi đi bơi lại trong đó dược lực trong dược dịch không đủ nên vệ tâm trùng không lớn lên nhiều người sách thậm chí không cảm giác thấy biến hóa nào rõ ràng công thức bồi yêu dịch có ghi trên nô thú tàn thiên hiện tại linh thạch tạm thời không thành vấn đề đối với gã nhưng luyện hóa địa hỏa tiên liên chỉ là bước đầu tiên với gã trong lần bế quan này tiếp theo gã cần chuẩn bị một chút nguyên liệu phụ trợ luyện hóa huyền minh tiên liên lục bảo lão đầu cho rằng nếu không có mấy loại linh dược phụ trợ đó e rằng hai cánh huyền minh tiên liên không đủ cho gã hình thành băng linh căn thu vệ tâm trùng vào nô thú đại người sách tiếp tục tham ngộ phi độn thuật pháp là hòa vân độn pháp hòa vân độn pháp là thuật pháp đắc ý của hòa vân môn xưa kia đạt mức địa cấp trung giai trong số các môn độn pháp lúc thi triển không chỉ tốc độ kinh nhân mà dưới chân còn rực lên hỏa vân đồng thời có uy lực thiêu đốt pháp khí của đối phương ngụy sách cầm trang giấy vàng ghi lại môn thuật pháp này ngưng thần tham ngộ chờ gần nửa canh giờ đột nhiên thần ảnh loáng lên dưới chân rực cháy hỏa vân gã lơ lửng trong phòng hỏa vân dưới chân bao trùm phạm vi chừng bốn năm trượng vuông tâm niệm máy động hồng vân cuốn tới sau lưng gã lưu lại mấy đạo tàn ảnh vù 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 nhiệt độ trong phòng tăng cao bốn phái đỏ rực sự dịch trong hai cái chậu ngọc đựng bởi yêu dịch cơ hồ đã nhạt thành nước nhanh chóng khô đi cả cái chậu làm bằng thanh ngọc phổ thông cũng nứt vác mắt gã xen lẫn giữa kinh hỉ và kinh nghi vì chỉ thử một chút thì tốc độ và uy năng của hòa vân dưới chân vượt cả hòa vân đội pháp ghi trong trang giấy vàng thông thường khi ghi lại một môn thuật pháp sẽ ca ngợi hơi quá lời nhiều tông môn hoặc tán tu đều ưa thanh danh nên bốc rời về uy lực thuật pháp để cho thấy mình bất phàm ra sao nhất là với một số tông môn điều đó sẽ hấp dẫn đệ tử gia có thiên phú gia nhập không bao giờ có chuyện giảm đi uy lực của thuật pháp nhưng gã chỉ chuyển động ý niệm lập tức hiểu ra bật cười ha hả hỏa linh căn tu sĩ tuy là hậu thiên phải dựa vào linh dược nhưng rõ ràng gã đã là hỏa linh căn tu sĩ môn hỏa vân đội pháp này là hỏa hệ thuật pháp nguy sách hiện tại thi triển tốc độ và uy năng hỏa vân tất nhiên cao hơn một phần hỏa linh căn tu sĩ có mức hòa hợp đối với hỏa hệ nguyên khí cao hơn phổ thông tu sĩ cao phát ra hỏa cầu thuật tầm thường nhất cũng lợi hại hơn người khác uy năng của hỏa vân ban náy ít nhất cũng đương với bán linh dài khi thực chiến coi như gã có thêm một tấm bán linh dài hỏa thuẫn hỏa vân sẽ nâng cao uy năng theo tu vi của gã đối với độn tốc người sách thập phần mãn ý còn cao hơn cả bạch ngọc hạc khuyết điểm duy nhất là môn độn thuật này cũng như tuyệt đại đa số phi độn thuật pháp chân chính đều tiêu hao nhiều chân nguyên theo tính toán tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng của gã khi chân nguyên đầy đủ cũng chỉ có thể toàn lực phi độn một canh giờ đi xa thì tạm thời phải dựa vào phi độn pháp bảo duy nhất có trong tay bạch ngọc hạc quay về tĩnh thất bên ngoài đã tối om lục bào lão cũng đã ra khỏi dưỡng quỷ quán không cần dườm lời ngụy sách cho dưỡng quỷ quán vào ngực áo uống dịch khí đơn để thay đổi khí tức, đội nón rộng vành che đi diện mạo rồi đến cửu đỉnh trai. Theo kế hoạch của gã và lục bào lão đầu, tiếp theo sẽ bế quan tu thành băng linh căn, để thăng tu vi đến chủ thiên cảnh đệ tam trọng, từ huyền chân quyết đến địa cấp trung giai, cộng thêm đồ để nuôi dưỡng vệ tâm trùng nên gã phải chuẩn bị không ít. Gã lại định bán bớt một số món đồ, chỉ bán cho một tiệm thì không an toàn lắm. Ngụy sách chuẩn bị bán bớt một phần cho cửu đỉnh trai, bán một ít nhất giai và nhị giai pháp phủ mà gã không sử dụng đến và bán linh giai pháp khí phòng ngự bình thường như huyền thiết thuẫn, rồi gã sẽ đến kim ngọc các bán hay nạp bảo nàng mấy món bán linh giai khác tính riêng tư của cửu đình trai không bằng chân bảo các những thứ hơi đặc biệt giá trị cao một chút người sách đều không dám bán ở đây một lúc sau người sách mặc thanh y thông thường đều đội nón rộng vành đi vào cửu đình trai thế nào không có ai hả khiến gã lấy làm lạ vì đại sảnh cửu đình trai trống trơn ngay cả điếm viên tiếp đãi cũng không thấy có người có người nghe ngụy sách gọi mới có người từ trong trại ra nhĩ muội yêu nhìn rõ kẻ đó ngụy sách tự thiếu chút nữa bổ trừng một miệng kêu đại ca là đại ca thật sự là đại ca điếm viên cửu đình trai cũng ngẩn người tựa hồ nhận ra ngụy sách là ai hoan hỉ tột bậc kêu lên ngụy sách kéo nón che mặt ra hoàn toàn tắt tiếng điếm viên cửu đình trai vội vàng chạy ra này lại là cầm y đại hán mày rậm chu tiếu xuân lý đại ca thật sự là đại ca này sao ngươi lại ở đây còn là điếm viên của cửu đình thấy chu tiếu xuân kích động muốn nhảy bổ tới ngụy sách buột ra một câu hỏi lần trước không phải đại ca bảo là lúc muốn tìm bọn đệ sẽ gặp ở ngoài cửu đình trai hả chu tiếu xuân tỏ vẻ một lời khó giải bày hết lần trước xảy ra chuyện bọn đệ biết tình hình hơi căng lại không có đại ca dẫn đường nên bọn đệ không dám ra khỏi thành nhưng dại ca không tìm mà linh thạch cạn dần sau đó cửu đình trai thiếu người nên đệ vào làm điếm viên đại ca hẹn chỗ này là nơi gặp mặt làm điếm viên ở đây rất có khả năng gặp được không ngờ hôm nay thật sự đã gặp đối diện với hai kẻ đầu óc đơn giản này ngụy sách cũng dở khóc dở cười ngươi làm điếm viên ở đây mỗi ngày được mấy viên linh thạch lại tiêu hao ngần ấy thời gian không thể tu luyện, với tu vi của ngươi, ra ngoài chọn chỗ nào an toàn, xa nhất dài nhị dài yêu thú cũng khá hơn. Hắc hắc, nghe ngụy sách nói vậy, chu Tiếu Xuân cười hắc hắc, nhìn quanh không có ai, lén lén lút lút nói với gã bằng giọng mũi kêu, chỉ làm điếm viên đương nhiên không kiếm đủ linh thạch tu luyện, tiểu đệ cùng chân sùng minh tính toán lâu rồi, định làm một mẻ lớn. Là một mẻ lớn. Ngụy Sách không rõ vì sao lại cảm giác được việc hai tên đầu óc đơn giản này nghĩ ra tuyệt đối không tốt lành gì. Quả nhiên, Chu Tiếu Xuân đắc ý nói khẽ, kế hoạch của bọn đệ là cố lấy lòng điếm chủ trước rồi nội ứng ngoại hợp cuốn sạch ở đây rồi trốn chạy điếm chủ thường bận luyện khí trong điếm lại không có nhiều người hôm nay điếm viên kia bị trần sùng minh gạt cẫm ra ngoài bọn đệ đã gom hết linh thạch ở quầy ban nãy không có đại ca đến thì đệ đã vào kho lấy sạch rồi chạy trốn người sách thiếu chút nữa ngất xỉu hỏi chu tiếu xuân ta muốn gọi ngươi là đại ca quá người không rõ là kho các tiệm đều có cấm chế đặc biệt hả, tháng nào các tiệm chẳng giao nạp linh thạch cho thiên nhất môn cấm chế bị chạm vào thì truyền tống pháp trận của thiên nhất môn sẽ đóng lại cửa thành cũng có người canh giữ đến khi tóm được người mới thôi a à, chu tiếu xuân tức thì toát mồ hôi lạnh đại ca nói vậy thì may mà đệ chưa vào trong kho thừa lời ở những cửa tiệm hơn lớn một chút sau lưng chưa biết chừng là thế lực hoặc ta tán tu lợi hại người nhắm vào cửa tiệm cũng khác gì nhắm vào tông môn nhà người ta người sách tắt tiếng trước việc chu tiếu xuân không hiểu gì mà cũng đòi vét sạch còn không lấy linh thạch đã cũng ra vâng vâng chu tiếu xuân kinh hãi lau mồ hôi lạnh rồi lùi lại đặt hết linh thạch đã cũm về chỗ cũ sự thực thì thực lực đại đa số các tiệm không đáng sợ như người sách nói chưa biết chừng cũm xong rồi cao bay xa chạy cũng như giết một đệ tử tinh anh của tông môn nào đó chỉ cần không xui xẻo lắm thì dù bị cha ra cũng không sao cả vì một chút linh thạch mà rước lấy phiền hà thì thật không đáng nhớ đấy tại cửu đình trai không được gọi ta là họ lý gọi là họ quý một lúc sau thấy chu tiếu xuân đã bị dọa khiếp ngụy sách lại rằng biết rồi quý đại ca chu tiếu xuân lần này không ngốc lắm gật đầu nói ngu xuẩn phổ thông hắc thạch lại nhầm thành hắc rượu tinh hại lão tử công cốc ngụy sách định lên tiếng thì điếm viên mặt đen hung hăng đi vào quý tiền bối vừa thấy ngụy sách điếm viên này cả kinh trở nên cung kính tột bậc y có duyên gặp mặt mấy lần với ta ta muốn cùng y ra ngoài nói chuyện ngụy sách mặt mũi lạnh tanh nói với điếm viên thuyết rồi gật đầu với chu tiếu xuân rồi đi ra cửa cửa đỉnh trai chu tiếu xuân nhanh chóng theo chân ngụy sách hỏi chân sùng minh đâu rồi chu tiếu xuân nói y và tiểu đệ hẹn gặp nhau ở gần công cáo bài bạn đang xem Tán Tu Chi Vương được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Thấy y nói vậy, người sách thầm rồi nhĩ muội yêu, đổi lại là tu sĩ khác, muốn cỗ một mẻ cũng phải tìm cách nội ứng ngoại hợp, chọn chỗ vắng vẻ mà gặp nhau, chọn nơi đông đúc nhất thì chỉ cần điều tra là sẽ không biết bao nhiêu người nhìn thấy, sẽ biết ngay nam tử cơ bắp chân sùng minh là đồng bọn của y, chỉ có hai tên đầu óc đơn giản này mới nghĩ ra kế hoạch đó, thật sự khác thường. Ngươi tìm đi về đây, Ngụy Sách không muốn đi nữa nên bảo Chu Tiếu Xuân. Đại ca, đa tạ, lần này không có đại ca thì bọn đệ thảm rồi, nhưng đại ca lâu quá không xuất hiện, hại bọn đệ không còn linh thạch, bằng không đâu cần nghĩ ra trò này. Thoáng sau, chân sùng minh hớn hở theo Chu Tiếu Xuân đến nơi, gặp mặt đã nghe câu này, Ngụy Sách thiếu chút nữa ngất xỉu. Từ khi nào việc hai người này không có linh thạch lại biến thành việc của gã? Các ngươi có thật sự muốn theo ta kiếm linh thạch? Ngụy Sách không muốn lằng nhằng với hai kẻ đầu óc đơn giản này nên hỏi thẳng. Đại ca, sao lại hỏi thừa như thế? Cả hai gật sái cổ. Vậy các ngươi bán giúp ta mấy thứ này? Ngụy Sách nhìn cả hai, mỗi người được 70 hạ phẩm linh thạch, chỉ đơn giản là bán mấy thứ này chu tiếu xuân và chân sùng minh nhìn nhau đại ca vật gì hả ngụy sách không nói nhiều lấy một tấm huyền quy thuẫn và hai hắc sắc nạp bảo năng đưa cho chu tiếu xuân rồi lấy hai tấm từ đồng thuẫn và hai hắc sắc nạp bảo năng giao cho chân sùng minh bán mấy thứ này đến những tiệm lớn như kim ngọc các là được bất quá hai người không được cùng vào một nơi đại ca có ngần ấy bán linh giai pháp thuẫn và nạp bảo năng chu tiếu xuân cùng chân sùng minh tròn xoe mắt rồi hiểu ngay đại ca là tu sĩ chu thiên cảnh quả nhiên phải khác chứ Ngụy Sách bình tĩnh lấy ra 140 viên hạ phẩm linh thạch, giao cho cả hai, rồi bảo Chu Tiếu Xuân, "Chu Tiếu Xuân, ta có việc cần mượn lục sắc kịch đầu pháp khí của ngươi, không rõ ngươi có thể trông mượn mấy ngày." Đại ca cần lục dưỡng xoa so hả? Đại ca tin tưởng bọn đệ như vậy, đương nhiên được. Chu Tiếu Xuân lấy pháp khí hình đinh ba đâm cá ra nhét vào tay Ngụy Sách rồi hỏi, "Đúng rồi, đại ca, bọn đệ bán xong thì giao linh thạch ở đâu?" "Các ngươi nhận linh thạch rồi thì trực tiếp đến chỗ ta ở, nhớ không được cho ai biết." Ngụy Sách đón lấy linh khí hình đinh ba bắt cá, hơi trầm ngâm một chốc, cho cả hai biết chỗ ở thiên cấp của mình. Được, đại ca, đợi tin tốt lành của bọn tiểu đệ, Chu Tiếu Xuân cùng chân sùng minh gật đầu, hào hứng đi mau giúp gã. Gã nhìn theo hai người, rồi đi vào cửu đỉnh trai. Thấy gã vào một mình, điếm viên mặt đen hơi ngần người, không đợi y nói gì, người sách mặt mũi lạnh tanh xua tay, y đi làm việc cho ta, người đưa ta vào gặp mộ dung lão bản, ta sẽ nói rõ việc này. Điếm viên mặt đen không dám nói gì, cực kỳ cung kính đưa gã vào phòng mộ dung thần ở hậu viện. Chừng hơn nửa canh giờ sau, điếm viên này thấy mộ dung thần mỉm cười đích thần đưa người sách về bảo y phát tin tức thu nhận một điếm viên khác rồi đưa một danh khác khiến y kinh ngạc ra bao đi chuẩn bị rồi giao cho người sách danh sách này gồm 100 viên kim linh đơn 200 viên yêu đơn thanh giáp trùng còn cả mấy loại linh dược giá trị chừng ba nghìn viên hạ phẩm linh thạch lẽ nào y là một luyện đơn sư điếm viên mặt đen càng nghĩ càng thấy đúng bằng không thường mua ngần ấy yêu đơn và các loại linh dược làm gì nhưng y không dám hỏi mà gom hết 90 viên kim linh đơn và 50 viên yêu đơn thanh giáp trùng còn lại trong cửu đỉnh trai và một phần linh dược giao cho người sách, rồi đưa tin muốn mua những thứ còn thiếu. Nhận hết mọi thứ xong, người sách lại đội nón lên rời cửu đỉnh trai, đi một vòng tại thành Bắc Tập Thị mua bán linh tinh rồi vòng sang thành Nam, vào Kim Ngọc Các. Hơn nửa canh giờ sau, thiếu niên tên Lâm Phong cung kính đưa gã rời Kim Ngọc Các, rồi vẫn trong trang phục áo xanh đội nón rộng vành, gã về chỗ ở thiên cấp. Về đến chỗ ở thiên cấp, ngụy sách không vội vào tĩnh thất mà ở ngoài linh quả viên chờ đợi không lâu sau thì thấy truyền tấn kim linh vang lên ngụy sách lắc mình ra một chốc rồi quay lại theo sau là chu tiếu xuân cùng chân sùng minh hiếu kỳ nhìn quanh tỏ ra cực kỳ hâm mộ dừng lại trong linh quả viên gã dặn hai người hai người thật lòng muốn theo ta kiếm linh thạch thì không được làm sai lời ta phạm vi hoạt động đến khu vực linh điền là rừng không được vượt qua nửa bước ta có việc cần sẽ sai hai người đi làm dù có chuyện gì cũng không được vào chỗ ta ở bằng không chạm phải cấm chế thì các người tự rước họa sát thân đừng trách ta biết rồi đại ca chu tiếu xuân cùng chân sùng minh vỗ ngực bình bịch đảm bảo hai người bọn đệ tu luyện trong linh quả viên cũng được đại ca thật quá trượng nghĩa không sai làm việc gì cũng cho mười viên hạ phẩm linh thạch mỗi ngày đủ để tu luyện đi qua linh điền trống trơn rồi mới vào chỗ ở ngụy sách dừng lại lấy ra một hạt cây lớn cỡ hạt cải thả xuống chỗ đất cạnh cửa rồi đặt một viên trung phẩm linh thạch bên cạnh từ sắc chân nguyên từ tay gã phun ra bao lấy hạt giống với trung phẩm linh thạch hạt cây cơ hồ nứt toác nhanh cóng mọc dậy quần lấy viên trung phẩm linh thạch rồi ăn xuống đất trở thành một mầm dây leo xanh biếc chân nguyên của gã liên miên dồn vào dây leo lớn rất nhanh bỏ khắp tường trong sân rồi vươn lên tĩnh thất được lắm cẩn tắc vô ưu thấy gã làm vậy lục bào lão đầu khen ngợi hai tiểu đệ thu lần này rất được người như thế cũng bị người gặp được ta theo bao nhiêu đời chủ nhân mà chưa gặp được mấy kẻ như thế ngụy sách bĩu môi không nói gì tiếp tục dùng chân nguyên thúc ép dây leo xanh biếc đến khi dây leo cơ hồ bò kín sân gã mới dừng tay dây leo này trông khá bình thường nhưng thân lại kết nhiều quả xanh biếc trong lớp vỏ là một hạt chuông nghi ngọc lưu ly đó là lục châu la có thể dùng chân nguyên và linh thạch thúc lớn lần trước lục bào lão đầu mua sắm đã bảo gã lấy về có tác dụng cảnh báo nhất định khi tu sĩ nghỉ ngơi ở bên ngoài cảm nhận được chân nguyên khí tức quả xanh trên dây lục châu la thượng vỡ ra đặc biệt là bên trong quả lại không có hạt lục châu la trồng xuống phải mấy năm mới nở hoa mỗi lần kết được hai đến ba hạt như ngụy sách thủ cầm lúc này tại cửu đình trai vô tình gặp lại hai kẻ đầu óc đơn giản chân sùng minh trách gã đã lâu không đưa cả hai đi kiếm linh thạch ngụy sách đột nhiên phản ứng kịp quả thật có việc cần hai người làm. Không cần thường xuyên trưởng mặt ra, hơn nữa các món đồ bán đi không tập trung vào một người thì không chỉ càng an toàn, mà cũng tiết kiệm thời gian. Sau này những việc cần đi lại như mua nguyên liệu luyện đơn luyện phù cứ sao cho hai người này. Nhất là khi gặp yêu thú lợi hại hoặc đối địch, có hai người chuyên phát ra pháp khí tiến công hoặc phòng ngự cũng không tệ, tu vi cả hai đều thần hải cảnh ngũ trọng, chỉ cần có đủ linh thạch tu luyện, chưa biết chừng sẽ đột phá đến tu vi chu thiên cảnh nhất trọng. Quan trọng nhất là kiếm đâu ra hai người có tu vi như thế nhưng đại đầu óc đơn giản, không có tâm cơ gì cho cả hai theo cũng như nuôi dưỡng vệ tâm trùng, hào chút linh thạch nhưng lại có thể tăng cường thực lực, lại tiêu hao ít hơn vệ tâm trùng nhiều. Hiện tại bồi yêu dịch cho vệ tâm trùng là 300 linh thạch một phần, chỉ dùng được 5 hoặc 6 ngày, Ngụy Sách đã nói rõ, không cần cả hai làm gì, cứ tu luyện thì mỗi ngày 10 viên linh thạch, ra ngoài làm việc cũng bất quá 70 linh thạch mỗi ngày. Hiện tại gã bế quan tu luyện, một tháng chỉ sai họ đi hai lần là cùng để mua mấy thứ, mỗi người chỉ tiêu tốn của gã quá lắm 500 viên hạ phẩm linh thạch, sau này bảo họ cùng phối hợp săn cao dài yêu thú, ngụy sách còn kiếm được không ít vì chỉ phải trả mỗi người bảy mươi hạ phẩm linh thạch nếu ra ngoài gã có thể cho họ mượn mấy món bán linh giải pháp khí tình hình hiện giờ còn hơi đặc biệt gã không dám bám những món bán linh giải pháp khí có thể bị nhận ra theo gã tính toán dùng được thì giữ lại mà dùng sau đó sai hai người này mang đến những thành thị thật xa bán đức như vậy tuy mấy phí dụng truyền tống pháp trận nhưng không lãng phí thời gian tu luyện của gã lục bào lão đầu nhìn hai tu sĩ đầu óc đơn giản chỉ biết ghen tị với ngụy sách gặp được hai cực phẩm nhưng đối với khí linh như lục bào lão đầu giá đã quá hiểu tu đạo giới hiểm ác bao đời chủ nhân đã chết vì thề thì đầu óc đơn giản thì mặc giản đơn đề phòng vẫn hơn nếu không vì nuôi dưỡng diệt tiên đằng gần có thủ thuật lại không thể chuyển cây đã trồng sang nơi khác thì lục bào lão đầu đã bảo gã trồng luôn diệt tiên đằng bố trí xong xuôi lục châu la người sách không hề thở phào mà càng vất vả còn cả từ cửu đỉnh trai và kim ngọc các gã mua đủ linh dược cho 15 phần bồi yêu dịch 300 viên yêu đơn thanh giáp trùng 400 viên kim linh đơn cộng thêm số đã có trong tay Gã có hơn 540 viên kim linh đơn, lúc Ngụy Sách từ thần hải cảnh ngũ trọng Được phá đến chu thiên cảnh nhất trọng đã tiêu hao hơn 100 viên kim linh đơn, nếu tính toán kiểu đơn giản, từ nhất trọng đến lưỡng trọng ít nhất cần hơn 200 viên kim linh đơn, từ lưỡng trọng đến tam trọng cần chừng hơn 400 viên, theo kinh nghiệm, khả năng số lượng này còn cao hơn, bất quá 540 viên kim linh đơn, có lẽ đủ rồi, luyện hóa Tử Hồ Hoa và Địa Hỏa Tiên Liên, Ngụy Sách cảm giác được tu vi tăng tiến nhất định, hai loại linh dược này cũng có công hiệu để thăng tu vi. 300 viên yêu đơn thanh giáp trùng dù hiện tại kỹ thuật luyện đơn của gã thuần thục hơn đạt đến xác suất thành công 7 phần luyện được 200 viên bổ thiên đơn thì vẫn chưa đủ từ huyền cấp cao dài để thăng đến địa cấp đê dài gã đã dùng mất 140 viên bổ thiên đơn người sách để thăng từ huyền chân quyết từ huyền cấp đê dài đến trung dài chỉ mất 7 viên bổ thiên đơn từ trung giai đến cao dài 32 hai viên từ huyền cấp cao dài đến địa cấp đê dài 140 viên bổ thiên đơn đúng như lục bào lão đầu tính toán để thăng nhất dài cần lượng bổ thiên đơn gấp mấy lần muốn để thăng tử huyền chân quyết từ địa cấp đê dài đến trung giai ít nhất cũng 500 viên bổ thiên đơn trở lên. 300 viên yêu đơn thanh giáp trùng khẳng định không đủ, nhưng nếu mua quá nhiều, rất có khả năng hội khiến các thế lực hoài nghi, truy xét mục đích sử dụng của yêu đơn thanh giáp trùng sẽ tự rước gây họa. Gã định tới đây sẽ để Chu Tiếu Xuân cùng Trần Sùng Minh trực tiếp đi mua của tán tu và các tiệm nhỏ, sẽ tránh được bị chú ý. Chính nguyên thu gom đủ những thứ trong hai danh sách này đã tốn hơn 8 vạn 1 nghìn hạ phẩm linh thạch. Ngụy Sách chỉ có hơn 7 vạn linh thạch trong tay, bất quá những thứ giao cho bọn Chu Tiếu Xuân đi bán thu được hơn một vạn 2 nghìn hạ phẩm linh thạch, Gã bán cho cửu đình trai và kim ngọc các hai pháp khí phòng ngự bán linh dai, hai pháp khí tiến công bán linh dai, cùng hai nạp bảo nàng thu thêm được một vạn ba bốn nghìn hạ phẩm linh thạch sau đó gã còn hơn 20 món bán linh giai pháp khí phòng ngự 17 món bán linh giai pháp khí công kích cùng không ít nạp bảo nàng có thể đem bán linh thạch tạm thời đủ dùng hiện tại linh dược luyện chế bồi yêu dịch đã gom đủ gã ở dịch trong địa hòa đơn phòng luyện chế rồi gã lấy mấy vị linh dược đặc biệt mà lục bào lão đầu dặn mua được lão chỉ đạo luyện chế thành một bình dược dịch trắng ngần gã đổ hết bồi yêu dịch vào một cái thùng to cho vệ tâm trùng ngâm trong đó rồi gã quay vào tĩnh thất lấy ra hai cánh huyền minh tiên liên chuẩn bị sẵn một lọ thuốc bằng ngọc trắng gã lấy ra một con dao bạc thận trọng cắt một cánh huyền minh tiên liên huyền minh tiên liên khác hẳn địa hỏa tiên liên không cứng tí nào mà bẻ cánh ra thì còn chảy nước màu xanh đen người sách thận trọng thu hết dược chớp vào ngọc bình chuẩn bị sẵn rồi cắt vụn huyền minh tiên liên cho vào cho hết huyền minh tiên liên vào ngọc bình gã nhanh chóng đổ một lọ dược dịch trắng ngần đã luyện chế sẵn vào ngọc bình rồi lắc đều để thêm hai ba tuần hương ngửa cổ dốc hết bình dược dịch và huyền minh tiên liên đã cắt vụn vào miệng đoạn gã nhắm mắt xếp bằng khổ tu luyện hóa huyền minh tiên liên ngày qua ngày nối nhau bên ngoài chỗ ở thiên cấp của ngụy sách chu tiếu xuân cùng chân sùng minh thỉnh thoảng mới dừng tu luyện nhìn vào trong thấy tĩnh lặng thì không giấu được nét kinh nghi hai người quả nhiên rất nghe lời không đặt chân vào linh điền nửa bước hay phát ra tiếng động gì lớn tĩnh lặng như thế kéo dài liền bảy ngày cánh cửa tĩnh thất được đẩy ra ngụy sách mặt mày cao có đi ra vốn theo tính toán của gã và lục Bảo lão đầu ít nhất cũng hai ba chục ngày mới có thể hoàn toàn luyện hóa hai cánh huyền minh tiên liên nhưng gã không ngờ là chỉ bảy ngày đã xong không phải vì huyền minh tiên liên dễ luyện hóa hơn địa hỏa tiên liên mà mỗi lần luyện hóa một chút huyền minh tiên liên cực âm cực hàn linh khí thấm vào thi thể nội gã sinh ra một luồng hơi ấm tan điệm khí bất lợi cho tu sĩ vốn âm lệ chi khí đó cũng như hỏa sát chi khí của địa hỏa tiên liên cần vận dụng chân nguyên bao lấy rồi từ từ đầy ra khỏi thân thể gã nhanh chóng phát hiện hơi ấm do chân nguyên kích phát đến từ hỏa linh căn có nghĩa là thể chất trời sinh của hỏa linh can tu sĩ có thể chống lại âm khí tốt hơn nhiều tu sĩ tầm thường, nhưng thể chất đó vô hình chung giảm bớt dược lực của huyền minh tiên liên. Theo lục bảo lão đầu tính toán, vốn hai cánh huyền minh tiên liên cộng thêm dược lực phụ trợ thị là đủ nhưng hiện tại hã không thể hình thành băng linh can chân chính mà thành bán băng linh can. ban nãy gã đã thử vận dụng chân nguyên, tuy xuất hiện hư ảnh của băng linh can nhưng căn bản không thành hình thể linh can. việc đó khiến gã bực mình tột bậc, nhưng cũng chứng minh đơn linh can tu sĩ muốn có thêm linh can sẽ khó khăn hơn tu sĩ thông thường nhiều vì thể chất tu sĩ bất kỳ linh căn nào cũng cao hơn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.